Chào tất cả các anh em nhá. Rồi, giới thiệu với em chào anh. Ơi giật cái nhỉ. Đấy. Bây giờ nào ra quay ở đây đi. Lâu lắm rồi mới được. Đây là trở về với tuổi thơ đấy. Vâng, giới thiệu với các anh. Đây là nhà anh Đức ở trong Lạc Đạo. Quay cái mic kia mới đẹp. Văn Lâm Hưng Yên. Vâng, được rồi, tí nữa em quay anh. Đập vào mắt cây si đẹp quá cho nên là em phải bỏ máy ra em làm cái video gửi tới cho anh em yêu cây trên cả nước chiêm ngưỡng. Cây si dáng trực rất lực lưỡng. Si bú hồng ạ. Bao lâu chưa anh Tuấn? Vâng. Đây là cây khế quý vị ạ. Nhảy rất bốc anh ba nhỉ. Nhảy kinh khủng các ông rượu rồi. Lúc ấy rượu vào rồi. Đợt này anh Đức chuyển đổi cơ cấu quý vị ạ. Đợt trước anh ấy rất là nhiều mẫu đơn nhưng mà đợt này anh ấy lại vào rất là nhiều mộc. Đây tôi quay cái video là anh em có nhu cầu giao lưu mộc thì cứ liên hệ anh Đức. Nhiều mộc lắm. Mộc ta nha quý vị nha. Mộc một thân đẹp chưa này. Cực kỳ chất luôn. Anh Duyên à? Mấy anh em à? Em ông Thực Dũng với cả Lượng với cả nhá. Vâng. Lượng đấy đằng kia kìa anh. Anh ấy có cây mộc phải nói là tán dăm rất đẹp. Mộc ta xịn nha quý vị nhá. Điện thoại của tôi hơi cùi cho nên là quay. Anh Dũng ơi, em nhờ anh một việc rất là quan trọng. Chào chị em. Ôi, gì? Ủa ơi. Em ở đây bị từ vừa lấy đất được tịt cho rồi. Đây này, máu vẫn còn dính đầy chân. Đấy. Nhà bà nuôi giống cái gì? Cái bể đá đẹp không anh? Bể đá đẹp không anh Lượng? Quá đẹp đấy. Anh chắc anh Lượng không để ý đúng không? Hôm xuống nhà anh Đức ngắm cái bể này rồi còn gì? Hôm ấy không có anh Lượng. Anh ấy bận. Đúng rồi, không có anh Lượng. Cái này non nòng được bao nhiêu? Cái này là 7 7 7 6 7, gọi là 7 7 7 7 mấy ấy. Ruby hay non nòng. Bể đá này đẹp lắm. Nó mịn, lành tít. Đẹp. Bể quý đấy anh ạ. Anh Đức đợt này chuyển đổi cơ cấu à? Thay đơn sang mộc hết à anh Đức? Đúng không? Chuyển trà sang mộc. À, trà quên.
Thế mấy cây đơn đỏ của anh đâu hết rồi? Đơn đỏ bán rồi. Bán lộ vốn rồi. Bán lộ vốn. Ờ, bây giờ tao bán đơn khối cây lộ vốn đi. Bán toàn bị lộ vốn, bán được mỗi con hòa vốn. Còn đâu mấy con đều bị lộ vốn. Các bạn là đợt vừa rồi đơn hơi chậm đúng không anh? Đây trà, trà đây đúng không anh Đức ơi? Trà, trà này giống trà quý đây à anh Đức? Anh ơi, anh mới chưa? Rộng nhỉ? Đại khủng. Đấy, cây trà, trà siêu khủng. Choáng chưa? Trà này là trà bạch đây đúng không anh? Trà muống ạ.